ngày 10 tháng 11, Sở Công Thương tỉnh An Giang kết hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang và Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc tổ chức lớp tập quấn về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại lớp tập quấn, các học viên được nghe các báo cáo viên phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị thêm những kiến thức về việc ứng dụng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt vào đời sống cho cán bộ công chức doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh dịch vụ, ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân trên địa bàn với các nội dung nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ công chức về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh dịch vụ, ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân trên địa bàn. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc hướng dẫn người dân hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng tài khoản ngân hàng tạo mã qr để thuận tiện trong giao dịch không dùng tiền mặt thông qua tập quấn nhằm phổ biến tuyên truyền đến các hộ kinh doanh người dân những lợi ích khi tham gia đăng ký và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt góp phần triển khai kịp thời và hiệu quả các ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn nâng cao nhận thức và trang bị thêm những kiến thức về việc ứng dụng thương mại điện tử vào đời sống từng bước thay đổi thói quen hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh hiện đại